Em Bích chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em Bích sẽ tuyển cho mọi người một bộ đôi gỗ gõ vàng nhập Nam Phi. Tuyển từ thô cho mọi người nhé. Hai tấm rộng 2m4, dày 20 và dài 3m13. Bác thợ hiện tại đang bào mặt tiền của tấm sập ghép mí. Hai tấm này đẹp không tì vết, không tim, không nứt xé. Hàng tinh lõi 98% nhé. Các bác nhìn hai đầu tấm nạc tinh như thế này, lại dày 20 nữa. Ở cạnh thì không chắp vá. Bộ này hoàn thiện vô nhà thì rất là hoành tráng luôn. Hai tấm rộng 2m4 là kích thước đã rất khủng rồi mọi người ạ. Nên là bác nào không gian nhà rộng một xíu đó, mình hợp kích thước thì mình lên đơn ngay giúp em nhé. Bởi vì là rộng 2m4, hai tấm thì rất là ít khi em lên. Đợt này sẵn nhiều tấm 1m2 nên là em mới ghép lại được một bộ đôi 2m4. Như bộ này thì các bác mình muốn tách ra mình lấy một tấm làm bàn ăn cũng ok nhá. Em sẵn sàng tách cho mình. Thì bộ này cả bộ hiện tại em đang bán với giá là 70 triệu, hoàn thiện, có chân và bao ship. Mình tách ra một mặt bàn thì giá là 35 triệu cho một mặt các bác nhá. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở góc bên trái màn hình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo ạ.